test cái nồi BX125 mới làm nha. Xe gen của chú á, nó lên 101 à. Anh nên dịnh xe giùm á. Nó lùi ra nữa. Dịnh xe ra. Nè, quay cái nồi lên thì chú coi nha. Tới đây ha nè. Dạ. Mình làm xong là nó mở giới hạn. À. Đi hết rừng hết rung luôn. Hết rung luôn. Rồi chú chờ thử đi. Với lại móc bồ á nhẹ nhưng mà nó im chứ nó không ồn. Dạ. Móc chưa? Móc rồi. À. Chơi tới bến luôn. Với lại hai cổ bồ. Cái cổ bồ gì nó nhỏ lắm. Chú chờ thử đi. Anh em nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại vô đây, địa chỉ của mình đây nha. Mình gắn cái nồi vô nó sẽ im nữa, tại để cho chú chạy thử rồi mình mới canh. Mỗi người mới, người già khác, trẻ khác, mấy anh đua xe nó khác nữa. Nhu cầu liên hệ bảo qua số điện thoại là 0909 774482 nha. Là 147 Tân Khai, phường 4, quận 11. Ơi, mở cái lọc gió này ra cho anh, cái đó tự gỡ đi. Ở đây 125 logo Exeter. Này cái 102. Cái gì lùi giá. Đây. Nhẹ vô. Nhẹ ăn viên nhiều không? Hết rung đầu luôn. Dạ dạ chú, cảm ơn chú. Chứ là xe rồi. Xe gì nó hay rung khó chịu lắm. Đúng rồi. Xe mới giờ chứ nào không bị á. Cậu đèn đỏ dặn cái đi như xe ngựa vậy á. Nó giật á.